thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên tại thông báo số 413 TB UBNZ ngày 28 tháng 8 năm 2018 về việc giao tri cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật để thi hành dứt điểm bản án dân sự phúc thẩm số 25 GSBT ngày 6 tháng 10 năm 2017 và quyết định sửa chữa bổ sung bản án phúc thẩm số 2267/2017 ngày 30 tháng 11 năm 2017 của tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và bản án dân sự sơ thẩm số 22 2015 GSST ngày 22 tháng 5 năm 2015 của tòa án án nhân dân huyện Thủy Nguyên. Sáng ngày 31 tháng 12, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện công việc nhất định và chuyển giao quyền sử dụng đất đối với bà Nguyễn Thị Thời để chuyển giao quyền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Dương và bà Nguyễn Thị Viền tại xã Thủy Triều. Theo đó, thi hành bản án dân sự phúc thẩm số 2 năm GFBT ngày 6 tháng 10 năm 2017 và quyết định sửa chữa bổ sung bản án phúc thẩm số hai nghìn của tòa án nhân dân thành phố hải phòng, chi cục thi hành án dân sự huyện thủy nguyên đã ban hành quyết định thi hành án buộc bà nguyễn thị thời phải trả lại ông bùi văn dương và bà nguyễn thị viền diện tích đất 215,5 trăm 2 mét vuông tại thửa đất số 589 trăm tám a tờ bản đồ số 01 thuộc thôn Đông, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Bà thời có trách nhiệm phá rỡ tài sản chân đất để trả lại diện tích đất 215,5 m2 của ông Dương, bà Viền. Trong quá trình giải quyết việc thi hành án, bà Nguyễn Thị Thời và gia đình luôn thể hiện thái độ chống đối, không tự nguyện thực hiện các nghĩa vụ thi hành án. Tri cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với bà Nguyễn Thị Thời, địa chỉ tại thôn Đông, xã Thủy Triều, phá rỡ tài sản chân đất để trả lại diện tích đất 215,5 m2 tại thửa đất số 589A, tờ bản đồ số 01, thôn Đông, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên cho ông Bùi Văn Dương và bà Nguyễn Thị Viền, địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đình, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, nơi ở hiện nay tại thôn 12, xã Ngũ Não, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như quyền lợi hợp pháp của người được thi hành Án. Tri cục thi án dân sự huyện đã tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với bà Nguyễn Thị Thời, địa chỉ tại thôn Đông, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, chuyển giao quyền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Dương và bà Nguyễn Thị Viền, địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đình, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, nơi ở hiện nay tại thôn 12, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng trên cơ sở đó tri cục thi hành án dân sự huyện đã tiến hành kiểm kê tháo rỡ các tài sản xây dựng trên phần đất phải giao theo đúng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự đảm bảo đúng quyền và lợi ích hợp pháp cho người được thi hành án đảm bảo tính hiệu lực của bản án quyết định của tòa án được thi hành trên thực tế việc tổ chức cưỡng chế thi hành án được tri cục thi hành án dân sự huyện thủy nguyên thực hiện theo đúng quy trình quy định của pháp luật công tác phối hợp của công an huyện và các cơ quan liên quan được thực hiện đồng bộ an ninh được đảm bảo chặt chẽ và việc cưỡng chế đã nhận được sự đồng tình của dư luận tại địa phương thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và tính hiệu lực của bản án